Lại một ngày rảnh háng của anh bảy, hôm nay thanh niên vô tình hát hiện một tổ ong bắp cầy siêu to khủng lồ trên thân cây gần nhà, cũng tại trước đó hai hôm, chị vợ bị ong bắp cầy chích nhức người, vậy nên theo anh bảy suy đoán bảy ong chích vợ yêu của anh chính bảy ong có tổ trên thân cây này, bảy trò vá thác trèo lên cây và xử lý nó ngay và luôn. Ban đầu bọn ong bắp cầy rất hung hãn nhưng thanh niên đã có đồ bảo hộ nên chẳng sợ con nào chích chích hút cả. Ong bắp cầy là loài ong rất nguy hiểm, bạn nào gặp chúng ở ngoài đời nếu không cầm dép phi chúng được thì tốt nhất nên bỏ dép chạy lấy người đi nhé sau khi vặt tổ ong xuống anh bảy thấy bên trong tổ có rất nhiều ấu trùng ong bắp cây thanh niên nảy ra ý tưởng mới anh pha một loại dung dịch đặc dệt rồi ngâm với ấu trùng ong bắp cây sau đó sử dụng chúng làm mồi câu cá dưới suối cái what the heo vừa mới thả xuống thì anh bảy đã lụm được một con cá rô đồng có lẽ chúng rất thích loại mồi này ấu trùng ong thơm ngậy cộng thêm loại gia vị mà bảy chọn nêm nếm làm gì có con cá nào mà không thèm chứ thoáng chốc ông cháu lụm nhẹ thêm ba con cá trả bạc nữa chú em không cần phải dự kiểu gì cũng phải vào bụng của anh bảy thôi sau 30 phút mần mò dưới suối, bảy bóng đã lụm được một vài con cá trà bạc, thanh niên đem chúng về chế biến, nhẹ nhàng đặt cá vào trong lò vi sóng rồi chờ đợi thành quả. Ái trà trà món cá nướng trà bạc thơm nhất cây mũi đã được bày ra, anh bảy chúc mọi người một bữa chưa vui vẻ luôn nè. Nhân lúc con vợ đi shopping chưa về thanh niên sẽ chén hết hai con cá trà bạc nướng này he he. Ở tình huống tiếp theo, được bữa vợ thả rông cho đi chơi, anh bảy rủ đồng bọn lên một hòn đảo mà chưa có ai dám đặt chân tới, nơi đây chính là đảo chim, nhắc đến đảo chim chắc chắn mọi người sẽ đoán có rất nhiều chim nhưng anh bảy không nghĩ nó lại có nhiều chim như thế này mới đặt chân lên đây thôi ông cháu đã cảm nhận được một thứ đặc biệt mà không nơi nào có đó là mùi phân chim cái oát the hem mùi phân chim nồng nà được thả vào con gió phảng phất quanh mũi thật là cảm giác ngoài ra chúng ta có thể thấy rất nhiều chú chim đang bay lượn trên bầu trời đó là chim mòng biển việc vô tình bị con chim mòng biển ẻ cục phân lên đầu cũng không có gì lạ khi bạn đặt chân lên đảo này phải phân dính lên tay của anh bảy rồi mấy bạn ngoài mòng biển trên đảo có một vài loài chim khác sinh sống đầu tiên là chim diệc những con diệt trắng mút thường làm tổ ở trên những bụi cây, thậm chí có một vài tổ được làm ở ngay trên mặt đất nữa. Anh Bảy nghe nói trứng của chim diễn rất tốt cho những kẻ sinh lý yếu như bầy trọ. Ngoài ra chúng ta cũng có thể phát hiện lác đác một vài em có đầu mau gà, chúng có thân hình giống một con cò nhưng cái mỏ với quả đầu lồm chồm nhìn muốn đấm ghê. Uầy mấy bạn trông nè, bọn mòng biển đang bay ngay trên đầu anh Bảy, có lẽ một vài con ẻ lên đầu anh cũng không có gì lạ. Cảm giác thật rô mốt từ khi bước chân lên đảo, vừa ngửi thấy mùi phân, chim nồng thắm, vừa được chúng ẻ lên đầu ha <laughs> ha phía xa xa là những con chim cốc đen loài này nghe nói thịt rất dai và ngon chúng thường làm tổ ở trên những ngọn cây cao những con non sẽ phải chờ đợi cha mẹ của chúng từ 1 đến 2 ngày để mang thức ăn trở về chắc tẹo nữa bảy trọ phải lụm một đến hai con mang về mới được sau khi trở về nhà anh bảy bất ngờ được bà hàng xóm gửi tặng một con gà ác thường ngày bà hay soi mói với chửi anh bảy nhiều lắm ấy thế mà nay hiền lành tốt tính tặng bảy cho gà ác không biết có ý đồ xấu xa gì nhưng nếu bà tặng thì bảy xin nhận các bạn xem cựa của nó nè gà ác có cựa rất dài những cu đá của nó rất nguy hiểm, tuy nhiên đối với anh Bảy thì anh cũng không quan tâm lắm. Thanh niên đang tính xem gà ác thì làm món gì ngon, mấy con gà này khá lì cộng thêm quả mau gà trên đầu siêu dị khiến nó càng trở nên máu chiến hơn. Ái giả thằng cu con này dám đá anh Bảy kia mấy bạn, cặp cựa của nó khá khỏe, Bảy trọ có lẽ đã nghĩ ra được món ăn sẻ nấu. Trong tối hôm nay rồi, đó là cựa gà xào xả ớt, chắc sẽ ngon lắm cho xem. Nhân tiện nào muốn ăn gà ác thì cứ comment xuống dưới phần bình luận cho mọi người biết nhé Nom Nom sẽ kêu anh bảy ship về tận nhà cho các bạn luôn. Quay trở lại nội dung chính. Tại anh cũng đã quá quen với cái cuộc sống bị vợ chửi và đi vô trong rừng rồi, nhân tiện cơ thể đang khá đói bụng, bảy trọ phải kiếm một vài sinh vật để lấp đầy dạ dày mới được. Ngoài ra anh bảy con rủ dê được người anh em trí cốt đi vào trong rừng sinh tồn cùng, hắn ta tên là Moi, cùng trong hội sợ vợ, mới bước được nửa chân vào rừng mà anh Moi đã gãi chảy ra chóc vẩy. Có vẻ như bạn của bảy bóng không mấy khi đi vào trong rừng sinh tồn như anh, thôi thì anh Moi cứ đi vài buổi cho quen dần đi ha ấy mới đi được đoạn nữa anh bảy đã thấy một con bọ hung hai sừng thấy bảo con bọ này nó giàu dinh dưỡng lắm chúc mừng bé nó được vào túi của anh bảy nhé trong rừng già có nhiều tiếng hú hét khá kinh dị biết đâu một con quái vật khủng lồ xuất hiện làm gọi cả hai anh thì cũng chẳng có gì lạ ê mấy bạn xem nè đây là con ve sầu hình như nó mới thoát xác nên cơ thể vẫn còn khá yếu đuối bên này cũng có thêm con nữa giờ đang là tháng 10, mùa đông giá rét sắp ập về không biết bọn ve sầu chui lên lòng đất làm gì nữa Thôi thì nếu chúng muốn hiến dâng cơ thể cho anh bảy thì anh cũng xin nhận, cái giả dày của anh đang đói lắm rồi, có rất nhiều ve sầu ở xung quanh đây luôn các bạn à, ngoài ra lũ ve sầu non sống được ở dưới nước, đó mọi người xem nè, chỉ mất 3 phút thì anh bảy và anh moi đã lụng được khá nhiều em ve sầu rồi đấy, ngâm ve sầu trong nước cũng là cách để bảo quản thịt của chúng luôn tươi ngon, đếm sơ sơ qua phải cỡ 50 chục con, anh bảy để cho mấy con ve sầu hồi phục sức lực, còn thanh niên lại chạy bộ vào rừng kiếm thêm một vài con nữa, quầy con ve này đang lột xác. Sau 2 phút, nó đã khoác cho mình một diện mạo mới, một màu xanh lục với đôi cánh rất đẹp, vừa đủ để thêm vào chảo dầu của bảy cho luôn. Đã lâu rồi anh bảy chưa nấu món ve sầu giang hành, ngoài ra không thể thiếu nước sốt đậu me, ái trà trà mùi, thơm nhức cái mũi luôn, thơm ngon mời bạn ăn nha. Bảy trọ không chờ đợi nữa giờ anh bảy ăn lên đây, quầy khi mới bỏ ve sầu vào trong miệng, mùi vị bùi bùi từ ve sầu kết hợp độ chua vừa đủ của me khiến cho món ăn rất đậm đà, ngon nhất cái nách. Bạn nào muốn ăn ve sầu trên giòn thì cứ comment xuống dưới phần bình luận nhé anh Bảy sẽ ship về tận nhà cho các bạn luôn. Ở tình huống tiếp theo, hôm qua anh Bảy đã bắt ve sầu về răng me. Hôm nay ông cháu lại tìm đến khu rừng Bình Dương một lần nữa, để xem có món này ngon nghẻ cho lên chảo dầu nữa không. Ế e mới đi được tẹo thì anh Bảy phát hiện một con bọ ngựa cánh xanh nằm giữa đường, hình như nó ngủm rồi thì phải. Bên cạnh đó có một em bọ ngựa bị kẹt bởi tơ nhiệt, ông cháu đành phải ra tay cứu giúp. Hôm nay là ngày gì mà anh Bảy bắt được nhiều bọ ngựa quá các bạn ạ? À. Cứ đi được một đoạn thì lại có con bọ ngựa đứng trước mặt. Sau một hồi săn bắt, thành quả của anh bảy là những hộp đựng ve sầu thế này đây, chỗ này phải 30 con bò, ngựa cánh xanh luôn đó mấy bạn, các bạn biết tiếp theo bảy bóng sẽ làm gì không? Thanh niên thả toàn bộ bọ ngựa vào trong bể, sau đó anh bảy xả nước, và điều bất ngờ đã xảy ra khi hàng loạt những con dung ký sinh đang bò ngoe nguẩy từ mông của bọ ngựa, nghe nói dung ký sinh là loài rất thích cơ thể bọ ngựa, uầy mấy bạn trông nè, có cực kỳ nhiều dung ký sinh đã chui ra, đó cũng là lý do vì sao mà anh bảy không đem bọ ngựa lên chảo dầu ngay và luôn. Nhân tiện đây thì bạn nào muốn nuôi một em bò ngựa cánh xanh thì cứ comment xuống dưới phần bình luận nhé. Nom nom sẽ kêu anh 7 ship về tận nhà cho các bạn luôn. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là những con cá hề mà anh Bảy nuôi trong ao gần nhà. Những em cá hề này có màu sắc đẹp mắt ra sao thì khỏi phải nói rồi. Ngoài ra anh 7 con nuôi rất nhiều loài san hô biển cùng sống trong một chiếc ao nhỏ nữa. Các bạn trông nè, những chú cá hề rất thích rụi cơ thể vào san hô. Bởi chúng có thể tìm được những nguồn thức ăn từ trong đó, những xúc tu của san hô đều có thể cử động chúng sẽ thu hút rất nhiều sinh vật phù du đến ẩn náu ngoài ra bầy trọ còn mua một con sao biển siêu to khủng lồ Uầy mấy bạn xem kích thước của nó kia thái vội ra chắc cũng phải được năm đĩa bạn nào muốn nuôi những em cá hề hay sao biển siêu đẹp mắt này thì trần trừ gì mà không nhấn like video và comment xuống dưới phần bình luận nhỉ nom nom sẽ kêu anh bảy ship về tận nhà cho mấy bạn luôn ở tình huống tiếp theo anh bảy vừa cùng với vài người bạn thân chí cốt đi vào trong rừng và thứ thanh niên lụng được là vài cành cây nhỏ tuy nhiên cành cây này lại chưa rất nhiều kiến lửa nhiệm vụ của anh bảy là lọc số kiến lửa trên nhánh cây sau vài phút thăm ngàn kiến lửa đã được sàng lọc cẩn thận bên cạnh đó bảy trọ còn chuẩn bị thêm rất nhiều trứng ruồi chắc các bạn chưa ăn bao giờ chứ trứng ruồi rất ngon và bổ dưỡng anh bảy sẽ đưa trứng ruồi lên chảo dầu sau khi nấu cổ đặc anh sẽ thả bầy kiến lửa vào chảo chiên khuấy đều cho đến khi mùi thơm từ thịt kiến nhức hết mũi rồi lấy ra thịt kiến lửa sẽ được làm topping ăn cùng với trứng ruồi ái trà trà cái vị của nó khá bùi. Bạn nào muốn ăn thử món trứng ruồi kết hợp với kiến lửa chiên giòm thì cứ comment có ở dưới phần bình luận nhé ha ha à, Quay trở lại với anh Bảy, trong chiếc bình cát này Bảy Trọ đã nuôi một sinh vật khá thú vị, đó là con dế mèn cụ tổ này đây. Đó các bạn thấy không, trông kích thước bự trà bá luôn kìa, loài dế mèn cụ tổ khá lạnh lùng nên chúng rất thích sống dưới cát. Phần nữa con dế mèn này cũng không ưa gì anh Bảy lắm, chính vì dạo này dế mèn lớn quá nhanh vậy nên Bảy Bóng mới phải làm cho bé nó một hệ sinh thái mới nó đây nè mấy bạn ngoài ra để giấy mèn không cô đơn trong chính căn nhà của mình anh bảy còn mua thêm một bé giấy mèn tiểu thư về để cho hai bọn nó bầu bạn kết đôi vãi còn giấy mèn tiểu thư nó nằm bầy hầy thế này đây kích thước của giấy mèn tiểu thư thậm chí còn khi bảy trọ tắt đèn thì con giấy mèn đã bật dậy chắc nó cũng đánh hơi được mùi gái nên mới hành động và không ngoài dự đoán chỉ sau ít phút Hai con dế đã làm quen và đi tới giai đoạn làm người yêu, đúng là quá nhanh quá nguy hiểm mà. Bạn nào muốn nuôi một em dế mèn siêu to khổng lồ như này thì nhanh tay comment xuống dưới phần bình luận đi nhé. Dự sắp tới dế mèn tiểu thư sẽ đẻ ra nhiều dế mèn con lắm đây ha ha.